Thông tin từ giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019, bên cạnh chức vô địch hay là những danh hiệu cá nhân cao quý thì một danh hiệu bên lề khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, đó chính là danh hiệu hoa khôi của giải, một danh hiệu có thể nói là quy tụ những gương mặt tài sắc vẹn toàn nhất của giải đấu năm nay. Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 đã công bố tiêu chí bầu chọn hoa khôi của giải năm nay. Qua đó, các nhà báo, các chuyên gia, các huấn luyện viên và đại diện các đội bóng sẽ bầu chọn một trong 7 ứng viên cho danh hiệu hoa khôi năm nay. Theo trưởng ban tổ chức giải, ứng viên phải đảm bảo được những tiêu chí, phong cách thi đấu đẹp, có chuyên môn tốt, thân hình duyên dáng và có khuôn mặt khả ái mới được đưa vào danh sách bình chọn. Đây là một cuộc thi có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi, vì chúng tôi thường có những giờ luyện tập và thi đấu rất căng thẳng. Khi mà cuộc thi này diễn ra, chúng tôi cảm thấy mình xinh đẹp hơn và có ý nghĩa hơn với cuộc sống. Danh hiệu hoa khôi của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 sẽ được công bố tại lễ bế mạc của giải vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Cũng trong buổi họp báo, nhà báo Phan Ngọc Tiến cũng đã trao kỷ niệm chương của Đài Truyền hình Việt Nam cho 7 đội bóng cùng ban trọng tài vì những đóng góp cho giải đấu năm nay. Ngay sau buổi họp báo, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 đã đại diện Đài Truyền hình Việt Nam trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lọt vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A và khích lệ động viên toàn đội trước khi bước vào những trận đấu sắp tới tại VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019.